Phi thương bất phú. Bạn nghĩ sao về câu nói xưa của các cụ? Với mình thì câu nói này đang chuẩn và nó thực sự chính xác với mình hiện tại bây giờ 2 năm trở về đây. Trước kia mình cũng là công nhân, cái mức lương thu nhập của mình thì từ 8 đến 10 triệu trên một tháng. Cái mức lương đó thì nó cũng chỉ hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình của mình nó ổn định cuộc sống thôi, chứ cũng thực sự là nó không có bắt ăn bắt đẻ. Thế nhưng hiện tại bây giờ thì mình cũng không khẳng định là mình đang có bắt ăn bắt đẻ, nhưng mình cảm nhận được rằng là cái quyết định của mình và cái suy nghĩ của mình nó là chính xác với cái câu phi thương bất phú của các cụ. Cái việc mà chúng ta kinh doanh hiện tại bây giờ thì gần như là tất cả mọi người đều áp dụng, ví dụ như là bác sĩ, ví dụ như là giáo viên, ví dụ như là một cô công nhân, một cô nông dân cũng có thể, họ cũng có thể áp dụng cái công việc kinh doanh. Ví dụ như bác sĩ thì ngoài cái giờ hành chính ra thì họ mở phòng khám riêng ở nhà này, thì đó cũng là một hình thức kinh doanh, đúng không ạ? Tiếp nữa là giáo viên thì ngoài cái thời gian dạy ở trường ra thì họ có thể dạy thêm ở nhà, kèm cặp thêm, gia sư thêm, thì đó cũng là một cái hình thức kinh doanh. Và cũng ví dụ như là một dược sĩ ngoài cái việc mà làm ở bệnh viện hay là mà ở trạm ra thì họ cũng có thể là mở thêm cái hiệu thuốc, cửa hàng thuốc ở nhà bán thêm nữa, thì đó cũng là một hình thức kinh doanh, đúng không ạ? Và cái thời buổi mà thời đại 4.0 này, cái việc mà kinh doanh online nó là thực sự là đang phát triển. Và công ty mình đặt cho cái công việc này đó là thương mại di động. Cái việc mà chúng ta sử dụng thương mại di động để chúng ta cải thiện cuộc sống hàng ngày, để chúng ta phát triển hơn, thì đó là cái việc mà hiện tại bây giờ chúng mình đang áp dụng. Và 2 năm trở về đây thì mình đang áp dụng gần như là 70% là cái việc thương mại di động, kinh doanh online trên cái mạng kinh doanh online đó là thương mại di động nhé. Bởi tại sao mình nói có 70%? Bởi vì là còn 30% nữa là mình cũng mở được một cái spa nhỏ ở tại nhà. Thì cả 30% nữa thì nó cũng đã hỗ trợ giúp đỡ cho cái công việc kinh doanh online của mình nó ngày phát triển hơn đó. Và mình tin chắc rằng là rất nhiều những chị em đã và đang cái xem cái video này, và thực sự là các chị em cũng đang có những cái rào cản, ví dụ như là không được sự đồng thuận của chồng này, không được sự đồng ý của gia đình cho chúng mình kinh doanh, hoặc là mỗi một lần chúng mình muốn cuộc sống, muốn cải thiện cuộc sống này, có suy nghĩ là muốn kiếm thêm thu nhập để cải thiện cuộc sống, thế nhưng mà vẫn chưa vượt qua được những cái rào cản, ví dụ như là về kinh tế này, về tài chính chúng ta chưa có để chúng ta bắt đầu, hay là chúng ta vẫn đang còn có những cái rào cản, hoặc là chúng ta vẫn còn đang mông lung về cái kiến thức mà chúng ta chưa có, thì các bạn hãy chọn lựa. Cái điều đầu tiên các bạn nên làm đó là các bạn hãy chọn lựa một công ty nào đó để các bạn có thể đồng hành và đặt niềm tin nhé. Thứ hai nữa là các bạn có thể là chọn lựa một dòng sản phẩm đấy, dòng sản phẩm từ cái công ty đó sản xuất ra nó an toàn, nó hiệu quả đấy, rõ ràng nguồn gốc xuất xứ để các bạn có thể phát triển. Thứ ba nữa là các bạn có thể là chọn lựa người đồng hành. Ví dụ như bản thân mình thì mình tự tin và mình cam kết với các bạn rằng là mình có cả một cái bộ quy trình để giúp đỡ, hỗ trợ các bạn có thể trau dồi từ cái kiến thức sản phẩm cho tới từ kỹ năng chúng ta tư vấn để bán hàng, và cho tới những cái việc mà chúng ta có thể có những cái kiến thức về chuyên sâu hơn để chúng ta hỗ trợ và giúp đỡ khách hàng của chúng ta ngày một cải thiện cái làn da tốt hơn. Đó là cái mình dám tự tin rằng là mình có một bộ quy trình như vậy. Và nếu bạn nào mà đang có những cái rào cản, những cái đắn đo, thứ nhất nó về tài chính, thứ hai nó về cái việc ngăn cản của gia đình, thứ ba là kiến thức mà các bạn vẫn cảm thấy còn quá mông lung, còn quá khó khăn, thì các bạn có thể trực tiếp inbox với mình, hoặc là comment dưới cái video này, mình sẽ chủ động inbox với các bạn và mình sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ các bạn. Có thể là các bạn mới bắt đầu thì các bạn cảm thấy khó khăn, nhưng nếu các bạn có một người hỗ trợ, các bạn có một người đồng hành luôn luôn đi sát cánh bên các bạn để hỗ trợ các bạn, thì mình tin chắc rằng là các bạn sẽ sớm thành công đấy nhá. Và để lại comment bên dưới cái video này, mình sẵn sàng sẽ là người inbox đầu tiên và hỗ trợ.